Hello, boys and girls, Miss Nancy again. I'm hoping you guys are having a fabulous day today. Well, I have another book to read to you guys, okay? It's called Ăn Mừng, Celebrating by Gwyneth Swain. Ăn Mừng, Celebrating, Vietnamese translation by Kim Wood. Em có ăn mừng khi đạt được kết quả tốt không? Do you celebrate when you do something great? Em có thể ăn mừng mùa đông. You can celebrate winter. Em có thể ăn mừng mùa xuân. You can celebrate spring. Em có thể ăn mừng đi đến vườn chơi. Celebrate a trip to the park. Hay ăn mừng vua đến viếng or a visit from the king. Đi làm tóc khi có gì đặc biệt xảy ra. When something special happens, get a new hairdo. Mặc đồ đẹp nhất, làm những gì mình nghĩ mình không bao giờ dám làm. Put on your best outfit. Do something you never thought you would do. Ngồi trên vai ai khi đám biểu dương đi qua thành phố. Get on someone's shoulder when a parade goes through town. Hay đi theo họ và vẫy cờ. Or join the marchers and wave a flag around. Khi ngài có tính cách đặc biệt thì đánh trống. When the day seems special, bang a drum. Hay đi múa or dance a dance. Đi chạy đua, run a race. Thử coi ra sao, take a chance. Người ta ăn mừng đủ thứ, những gì cũ, những gì mới. People celebrate many things, old and new. Em có gì muốn ăn mừng không? Is there something you want to celebrate too? Nghĩ đến lúc gần gũi gia đình. Think of a time you spend with family. Hay những lúc gần gũi bạn bè, or days you spend with friends. That's fun. I remember you guys love to spend time with your friends at school, right? Here they are. Ăn mừng những ngày nghỉ và mỗi ngày. Celebrate holidays and every day. Ăn mừng bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Celebrate no matter where, no matter when. The end. Well, thank you for spending time with me again, and I hope you enjoyed the book, Celebrating. We have a lot of things to celebrate about. So, well, hope you guys are doing well, and hope to see you soon, okay? Miss you a lot. Bye.